Samhain là một lễ hội tôn giáo ngoại giáo bắt nguồn từ một truyền thống tâm linh cổ xưa của người Celt. Trong thời hiện đại, Samhain, một từ tiếng Gaelic phát âm là Samhain, thường được tổ chức từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 để chào đón mùa màng và mở ra nửa đen của năm. Những người nổi tiếng tin rằng các rào cản giữa thế giới vật chất và thế giới linh hồn bị phá vỡ trong thời kỳ Samhain, cho phép tương tác nhiều hơn giữa con người và cư dân của thế giới khác. Samhain cổ đại. Người Celt cổ đại đánh dấu Samhain là lễ hội quan trọng nhất trong số 4 lễ hội lửa hàng quý, diễn ra vào thời điểm giữa điểm thu phân và ngày đông chí. Trong thời gian này trong năm, các lò sưởi trong các ngôi nhà của gia đình sẽ bị đốt cháy trong khi thu hoạch. Sau khi công việc thu hoạch hoàn tất, những người nổi tiếng tham gia cùng với các linh mục Druid để đốt lửa cộng đồng bằng cách sử dụng một bánh xe có thể gây ma sát và châm lửa. Bánh xe được coi là đại diện của mặt trời và được sử dụng cùng với những lời cầu nguyện. Gia súc được hiến tế và những người tham gia lấy ngọn lửa từ đống lửa cộng đồng trở về nhà của họ để thắp sáng lò sưởi. Các văn bản ban đầu cho thấy Samhain là một lễ kỷ niệm bắt buộc kéo dài 3 ngày 3 đêm, nơi cộng đồng được yêu cầu phải trình diện với các vị vua hoặc thủ lĩnh địa phương. Việc không tham gia được cho là sẽ dẫn đến sự trừng phạt từ các vị thần, thường là bệnh tật hoặc cái chết. Ngoài ra còn có một khía cạnh quân sự đối với Samhain ở Ireland, với các ngai vàng ngày lễ được chuẩn bị cho các chỉ huy của binh lính. Bất cứ ai phạm tội hoặc sử dụng vũ khí của họ trong lễ kỷ niệm đều phải đối mặt với án tử hình. Một số tài liệu đề cập đến việc uống rượu quá mức trong 6 ngày, điển hình là rượu mít hoặc bia. Cùng với những bữa tiệc háo ăn, quái vật Samhain. Bởi vì người Celt tin rằng rào cản giữa các thế giới có thể bị phá vỡ trong thời kỳ Samhain, họ đã chuẩn bị các lễ vật để lại bên ngoài làng mạc và cánh đồng cho các nàng tiên hoặc si. Người ta cho rằng tổ tiên cũng có thể vượt qua trong thời gian này, và người Celt sẽ hóa trang thành động vật và quái vật để các nàng tiên không bị dụ bắt cóc họ. Một số quái vật cụ thể có liên quan đến thần thoại xung quanh Samhain bao gồm một sinh vật thay đổi hình dạng được gọi là Puka, nhận các lễ vật thu hoạch từ cánh đồng. Lady Gwyn là một người phụ nữ không đầu mặc đồ trắng đuổi theo những kẻ lang thang ban đêm và được đi cùng với một con lợn đen. Dalahan đôi khi xuất hiện như những sinh vật xấu xa, đôi khi là những người đàn ông không đầu trên những con ngựa mang theo đầu của họ. Cưỡi những con ngựa mắt lửa, sự xuất hiện của chúng là điểm báo tử thần cho bất kỳ ai gặp phải chúng. Một nhóm thợ săn được biết đến với cái tên Fairy Host cũng có thể ám ảnh Samhain và bắt cóc mọi người. Tương tự là Slaag, người sẽ đến từ phương Tây để vào nhà và đánh cắp linh hồn. Thần thoại về Samhain. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của Samhain được kể trong lễ hội là trận chiến thứ hai của Mettwai, miêu tả cuộc xung đột cuối cùng giữa vị thần Celtic được biết đến với tên gọi là Tuatha Dé Danann và những kẻ áp bức độc ác được gọi là Fëanor. Thần thoại nói rằng trận chiến diễn ra trong thời kỳ của Samhain. Một trong những câu chuyện liên quan đến Samhain nổi tiếng nhất là cuộc phiêu lưu của Nera. Trong đó anh hùng Nera chạm trán với một xác chết và các tiên nữ, rồi đi vào thế giới khác. Samhain đã tìm hiểu về cuộc phiêu lưu của anh hùng Celtic Fionn Mac Cumhaill trong thần thoại khi anh phải đối mặt với Aelin, người trú ngụ ở thế giới ngầm có lửa, kẻ sẽ thiêu rụi sảnh Tara mỗi Samhain. Samhain cũng trở thành một huyền thoại khác của Fionn Mac Cumhaill, nơi người anh hùng được gửi đến vùng đất bên dưới làn sóng, cũng như diễn ra trên Samhain. Nó có các mô tả về các cuộc tụ họp trong kỳ nghỉ của các anh hùng. Samhain trong thời Trung Cổ. Khi thời Trung Cổ tiến triển, các lễ kỷ niệm lễ hội lửa cũng vậy. Các đám cháy được gọi là Samhainagan, là đám cháy Samhain cá nhân hơn ở gần các trang trại, đã trở thành một truyền thống với mục đích bảo vệ các gia đình khỏi các tiên nữ và phù thủy. Củ cải chạm khắc được gọi là ré cho lồng đèn bắt đầu xuất hiện, được gắn bằng dây vào que và nhúng bằng than. Sau đó, truyền thống của người Ireland chuyển sang bí ngô. Ở xứ Wales, những người đàn ông ném củi đang cháy vào nhau trong các trò chơi bạo lực và đốt pháo sáng. Ở miền Bắc nước Anh, những người đàn ông diễu hành với những tiếng ồn ào. Bữa tối cơm truyền thống, bữa tối cơm bắt đầu trong thời gian này, trong đó thức ăn được tiêu thụ bởi các gia đình nhưng chỉ sau khi mời tổ tiên đến tham gia, cho phép các gia đình có cơ hội giao lưu với các linh hồn cho đến khi họ rời đi sau bữa tối. Trẻ em chơi trò chơi để giải trí cho người chết.
trong khi người lớn cập nhật tin tức về người chết trong năm qua. Đêm đó, cửa ra vào và cửa sổ có thể được mở để người chết vào và ăn bánh đã để lại cho họ. Christian Samhain, khi Cơ Đốc giáo giành được chỗ đứng trong các cộng đồng ngoại giáo, các nhà lãnh đạo nhà thờ đã cố gắng biến Samhain trở thành một lễ kỷ niệm Cơ Đốc giáo. Nỗ lực đầu tiên là của giáo hoàng Boniface vào thế kỷ thứ 5. Ông rời lễ kỷ niệm sang ngày 13 tháng 5 và quy định nó là ngày kỷ niệm các thánh và các vị tử đạo. Tuy nhiên, các lễ hội lửa vào tháng 10 và tháng 11 không kết thúc với nghị định này. Vào thế kỷ thứ 9, giáo hoàng Gregorio đã chuyển lễ kỷ niệm trở lại thời điểm diễn ra lễ hội lửa. Nhưng tuyên bố đó là ngày các thánh vào ngày 1 tháng 11. Ngày tất cả các linh hồn sẽ tiếp nối vào ngày 2 tháng 11. Halloween, cả hai ngày lễ mới đã không làm mất đi các khía cạnh ngoại giáo của lễ kỷ niệm. Ngày 31 tháng 10 được biết đến với tên gọi O Halloween hay Halloween và chứa đựng nhiều tập tục truyền thống của người ngoại giáo trước khi được áp dụng ở Mỹ vào thế kỷ 19 thông qua những người nhập cư Ireland mang truyền thống của họ qua đại dương. Trick or treat được cho là bắt nguồn từ các tập tục cổ xưa của người Ireland và Scotland trong những đêm dẫn đến Samhain. Ở Ireland, ướp xác là tập tục mặc trang phục, đi từng nhà và hát những bài hát cho người chết. Bánh đã được đưa ra như một khoản thanh toán. Trò đùa Halloween cũng có một truyền thống ở Samhain, mặc dù trong lễ kỷ niệm cổ xưa. Các trò đùa thường được đổ lỗi cho các nàng tiên, Wicca và Samhain. Một sự phục hưng rộng rãi của Samhain giống như hình thức ngoại giáo truyền thống của nó bắt đầu vào những năm 1980 với sự phổ biến ngày càng tăng của Wicca. Lễ Wicca của Samhain có nhiều hình thức, từ lễ đốt lửa truyền thống đến lễ kỷ niệm, bao hàm nhiều khía cạnh của Halloween hiện đại, cũng như các hoạt động liên quan đến việc tôn vinh thiên nhiên hoặc tổ tiên. Người Wiccan xem Samhain như một năm trôi qua và kết hợp các truyền thống Wiccan thông thường vào lễ kỷ niệm. Theo truyền thống Druid, lễ hội Samhain kỷ niệm người chết vào ngày 31 tháng 10 và thường có đốt lửa trại và rước lễ với người chết. Những người Mỹ ngoại giáo thường tổ chức các lễ kỷ niệm âm nhạc và khiêu vũ được gọi là Witches Ball ở gần Samhain. Các nhà tái tạo Celtic, những người ngoại đạo tiếp nhận các truyền thống của người Celt với ý định giới thiệu chúng một cách trung thành vào chủ nghĩa ngoại giáo hiện đại, được gọi là những nhà kiến tạo lại người Celt. Theo truyền thống này, Samhain được gọi là Ois Samhain và kỷ niệm sự giao phối giữa các vị thần Dada và River Unis của Duaha the Danann. Các nhà tái tạo Celtic ăn mừng bằng cách đặt các đồ trang trí từ cây bách xù xung quanh nhà của họ và tạo một bàn thờ cho người chết, nơi tổ chức một bữa tiệc để tôn vinh những người thân yêu đã khuất.